Hôm nay gia đình có đồ ăn ngon nha. Wow, đây là cái gì đây? Ghẹ hấp, ghẹ hấp. Ghẹ hấp em. Dạ. Yeah. Wow. Còn cái nồi này là nồi gì? Wow. Nồi bún nha. Nồi bún cá hồi. Oh. Người thấy cái nồi kinh hồn không? Wow, có 3 tầng luôn hả? Đó. Ghẹ. Ghẹ đẹp, ghẹ đẹp. Ghẹ 5 sao. 5 sao thì năm rồi. Ghẹ đây có ghẹ 5 sao. Rồi lại có ngày hôm nay toàn là YouTuber nha. Đây là đạo diễn. Còn em này là cũng là YouTuber. Nếu mà mọi người xem thì nhớ đăng ký kênh Nina. Nina Trần nha. Đó, đang kéo kênh của Nina luôn. Đó. Và đây mọi người. Thì hôm nay cũng có mấy món gỏi, đu đủ, bánh tôm, xôi, rau bún, bún đang đi đâu cũng không ai phát nữa đó. Và đây Hello David. David đây là cũng là kênh hiện tại rất là nổi nha. Quá là nổi luôn. Đó, David đang làm gì đây? Đang nướng thịt bò. Wow, đây là nướng thịt bò nha mọi người. Ngoài trời bị hơi lạnh á, trời mưa. Đó. Nướng beef steak nha. Rồi ăn thôi. Đó, chỉ hôm nay là cuối tuần cho gia đình thôi. Và có mấy đứa em tới nha, gia đình tới ngày hôm nay nha. Hôm nay ngoài trời bị mưa nha, mưa rông rông và lạnh nữa. Đó, nướng thịt bò là hết ý luôn. Bay mùi thơm ha. Wow. Ngon không? Khổ sự. Đây mưa giống Đà Lạt quá hả? Mưa rông rông á. Là thằng Đà Lạt chứ. Đà Lạt chưa vẫn này. Hello bà bé, bà bé. Hai đứa chơi gì vậy? Hả? Hello. Bà bé, bà bé. Hello. Hello. Oh, bà bé chơi với Alex hả? Wow, Ellie. Hello Ellie. Oh, what you guys play? Where Alex? Where Alex? Where Alex? Hiện thế. Oh. Oh oh. À, nhỏ vô chơi game, đóng cửa lại, không cho mấy đứa này vô. What are you guys doing? Hả? Làm gì vậy bà bé? Anh lại không cho vô hả? Mấy em nhỏ này gọi quá. Alex không cho vô. Alex đóng cửa rồi. Ui. Vui chưa? Nhảy luôn. À. Wow, đây steak mới nướng mới xong nha mọi người. Miếng miếng thịt bự luôn nè. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Ui. Đã chưa? Quá trời nóng. Wow. Sợ. Đã chưa? Đó, cực kỳ là ngon nha. Đủ, hôm nay nhiều món ăn quá nha. Nào là ghẹ, rồi steak rồi quá trời luôn. Đó. Đó, đây là xôi nha, xôi xúc xích, chả. Và đây là gỏi nha, gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ mắm nha. Cái này nếu mà mọi người ăn là nhức nách luôn á. Nhức nách luôn. Và đây là bún. Đây là một miếng steak ngày hôm nay nha.
Ờ, thấy chắc ăn quá đã luôn. Ồ, lấp vô. Ờ, này yeah. Đây, bên đâu? Đây là một miếng steak nha, đã cắt ra rồi đi. Hết bia. 10. Hết bia quá rượu. Thịt bò nó mềm dễ trợ. Ngon. Ướp vừa vừa ăn luôn. Đó. Nó bị chín rồi. Nó vừa mà. Ai cho mày? Ai cho bên cái gì này kia này. Không. Quá trời là ngon nha. Đấy, có cho nó kìa. Đây. Được, thôi đưa tao cho hai đứa kem được. Đưa cho hai đứa kem. Mời mọi người nha, thịt bò. Thôi, bớt cả. Giúp. Vô cái giúp. Chúc mừng. Cũng hoa chồng. Mình không uống bia. Nước này là cũng nước alcohol nhưng mà nó nhẹ, rất là nhẹ. Uống gì khác thôi. Nhưng mà lắp phải đúng mà. Cái này mấy cái loại này. Đây. Ngon. Rồi, tiếp tục. Cái này không nhẹ đâu nha, 5% alcohol không nhẹ đâu nha. Nặng hơn cái này nữa. 5%. Ừ, nặng hơn cái này nữa. Còn bao nhiêu được, đem ra thiệt. Sao ức hiểm nha. Cho cái chạm đó. Ức hiểm không mọi người. Đứt nắp. Nhúc cái nắp. Sừng không? Quá đã luôn. Đó, dưới đi lại kẹt rồi đó. Đây, bây giờ có một cái ghẹ nữa. Ghẹ ợt đó thì tặng cái ghế này. Bây giờ mình thử ghẹ nha. Đây lấy con chén lên nè. Rồi cái đùi để ăn rồi đắt cũng ngon. Wow. Ghẹ có gạch luôn mọi người. Quá đã. Ăn ngon. Hấp. Ăn con ghẹ là thích là ăn gạch nha. Anh ăn con ghẹ là anh thích ăn gạch đó, ghê chưa? Không. Qua lời của Ben là nó khác liền. À, ngon. Mẹ ơi. Đây. Cầm chút. Ghẹ ngon. Đúng rồi. Bây giờ đây có một miếng đu đủ nha. Đu đủ. Đu đủ mắm. Mời nha. Quá ngon. Đố mọi người biết cái bánh này là bánh gì không? Nếu mà nói trúng, comment ở dưới đường một chai nước kho. Đó, mình chơi lớn giống như Nina. Dẫn là bánh bánh mực tôm. Anh đừng có cho chai nước hoa mà Gucci chả leo cộng vô không ạ. Ê, cũng có là Gucci bên chả leo. Mấy anh em cuối tuần họp mặt với nhau, đây là toàn là YouTuber nha. Ngày hôm nay là đây là cái cuộc meeting rất là quan trọng, còn YouTuber ở đây để mình lên cái những dự án lớn trong tương lai ngày sắp tới nha mọi người. Hãy đón xem Nina Trần, David Ohio, Ricky Tống, Ricky Channel, rồi còn Ý Nga Vlog nữa. Wow, dạo này kênh nó ra dữ lắm. Thì mọi người nhớ ủng hộ kênh và theo dõi kênh nha. Nói chơi cho YouTuber này mà nếu mà lên nổi tiếng là mấy anh em tụ tập là every week luôn nha. Đỡ có kinh phí. Bây giờ chị mới lãnh được tháng 10 đô thôi nha mọi người. Một năm chứ. Một tháng. Năm mười. Cờ đi. Cũng có giống như tiền khuyến khích mình để mình làm.
cái gì cái bước đầu cũng vậy thôi. Vài bữa nữa mình lên vài 3 triệu đâu ai biết được, phải không? Vài năm sau lấy được 15 đồng sáu. Giống như lương thu nhập vậy thôi. Khi khi mà cái cách ăn ghẹ mọi người phải chọn con ghẹ nha, mình bóc lên đó nó nặng là bảo đảm con ghẹ này nó ngon. Con ghẹ ba vòng đều nhau. Đây này. Wow. Wow, mọi người thấy không? Đó. Sao mà nó ngon luôn cái gì nó quen. Hấp nha, hấp. Cái con ghẹ nào mà ba vòng đều nhau quá vậy? Ghẹ 50kg hả? À. Anh ăn gạch không? Còn mà anh nói chọn ghẹ nào nặng nặng quá, ba vòng đều nhau 50kg. Nó gạch thiệt nha, ghẹ này cứ gạch thiệt nha. Mình ăn ghẹ thích gạch thôi, thích hấp gạch. Mình ăn ghẹ là mình thích ăn gạch luôn. Cũng ngon mà. Tiếp tục. Không uống rồi bé, ăn uống rồi. Yeah. Đã chưa? Chờ chút chị ăn rồi đó. Ăn đó là không đau tính bụng. Đây, đã chưa? Bé nãy giờ này bì không á? Dạ. Mày kẹo đi da nè. Mới luộc ra thêm một 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 ví nữa đó, đã chưa? Wow, tại đó là cạnh, tại là tê đó, tê đó. Mấy lần mà chị hái là chị đưa mấy cái bùn mấy cái à, nhắc cái trời nó lớn chưa được lớn mà ăn hết rồi. Wow, nghĩ mọi thứ món nào cũng ngon hết nha. Đó, rất là tuyệt vời. Thank you bà xã. Hôm nay nấu ăn một mình nữa. Chưa biết là chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Tất cả này bà xã mình nấu nha. Đó. Ok, thôi. Là hôm nay birthday của Alex nha. Thì năm nay Alex cũng được 12 tuổi nha mọi người. Thì chuẩn bị thổi đèn còi cho Alex thôi. Đó. Bánh birthday của Alex đẹp chưa? Bên đây của Alex nha, gia đình chỉ thổi đèn còi chúc mừng sinh nhật Alex thôi. Alex năm nay 12 tuổi nha con. Năm nay không có nhận. Ok, happy birthday con. Ok, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Alex. Happy birthday. Yeah. Ok, Alex wish it. You have something wish? Ok. Yeah. Happy birthday, baby. Đi tặng quà đi con. Love you. Alex, Ellie hôn Alex kìa. Wow. Hôm nay Ellie sẽ đại diện cho Ellie có gì cho Alex vậy? Để chạy đi, con để chạy. Ellie đọc cái chữ đó. Humble. Can you say? Can you say? Read it on one in it. Đọc lên nè. Read it. How much? Let's say it. Don't let. Wow, that's $2,000. Wow, that's a big money. I'm rich. Wow, cho nhiều gì vậy? Cảm ơn nhiều nha. It's just 100. Cảm ơn bà đi con. Cảm ơn bà. Bà là thank you. Cái mặt câu 5 này. Oh my god. Câu 5. You like cash. Tại đây nào, cảm ơn câu 5 kìa. Cảm ơn câu 5. Cái này cô ông ngoài bằng ngoài này. Đừng mở. Đừng mở luôn. Trông này lớn quá vậy.
cậu Tư nữa. Wow. Làm sao? Cảm ơn. Câu Nguyễn khoảng 500 rồi, vừa đủ đó, vừa đủ 500 rồi thôi. I love you. Ok, đây là cũng gia đình chỉ gia đình nhỏ thôi nha. Thổi đèn cờ Happy Birthday Alex. Đó, Alex năm nay 12 tuổi rồi nha. Còn Alex nói sao, con hai người chưa tiểu, con bằng bên nồi con nhiều nữa. Ok, thôi vậy là cũng được rồi. Đây là chị tấm lòng thôi. Rất là vui, cảm ơn tất cả mọi người đã đại diện ngày hôm nay. Alex nói sao, to la. You have to say thank you everybody. Thank you everybody. Yeah. Ok. Rồi, lấy dao cắt bánh đi. Cắt bánh ăn bánh bên đây. Không, không chịu bánh đi safe rồi. Bánh nó nằm hai cái ghế đầu quá. Sao bánh nó ngon quá. Hey. I want to eat. Okay. Give me the dog. You enjoy it when you put it down. Yeah. Ngon cái hệt nếp bơ vai nữa có sinh nhật ngoài nhé. Yeah. Rồi, cắt bánh này. Cũng đông ngoài cả cái mét lắm.